Xin chào các bạn, ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục quay lại với nhau bằng cái nội dung thứ 6 trong chương trình đào tạo 31 ngày bán hàng thực chiến. Thế thì ở ngày thứ 5 tôi đã giới thiệu anh chị về cái mật mã thành công CODE. Không biết là anh chị đã ứng dụng và đã thấy cái hiệu quả thế nào rồi trong cái công tác bán hàng của mình. Thế còn ngày hôm nay thì là ngày thứ 6, chúng ta sẽ đi vào một cái nội dung mà tôi nghĩ rằng là rất là quan trọng luôn đấy. Đó chính là câu chuyện về xác định mục tiêu và cái cam kết thực hiện mục tiêu trong bán hàng. Chúng ta biết rằng là mục tiêu ấy, nó chính là cái điểm đến, nó chính là cái khát vọng, nó cũng chính là cái tầm nhìn của chúng ta. Dù chúng ta làm bất kỳ một việc gì, chúng ta đều cần có một cái mục tiêu. Tôi nói ví dụ tôi đang ngồi ở đây, đây là đang là quận Tân Bình, ngay cạnh sân bay. Thế còn tí nữa tôi là có một cái địa điểm tôi cần phải tới để ăn tối, đó chính là trên quận nhất. Thế thì làm thế nào để tôi đi được lên trên quận nhất? Và nếu tôi đi đến quận nhất đó thì tức là tôi đã hoàn thành cái mục tiêu đến cái nơi mà mình sẽ có một bữa tối với những người bạn hôm nay. Thế còn nếu mà bây giờ tôi không có cái mục tiêu, tôi không biết là tôi phải đi lên quận nhất thì chắc là tôi có loanh quanh ở đây và cuối cùng có cả một bữa tối tôi cũng chả ăn, bởi vì tôi chả biết bây giờ phải đi đâu bây giờ. Thế còn ít nhất là bây giờ mình biết là mình có cái mục tiêu, ví dụ như là số 5 Đồng Khởi hay là số 6 Lê Duẩn, thì tức là mình còn biết là gọi một cái ô tô là hướng tới cái quận nhất chứ không phải là đi về phía Gò Vấp, phải là không phải đi sang quận Phú Nhuận ở bên kia. Thế thì chúng ta chỉ có thể đến đích được nếu ta có một cái mục tiêu cụ thể, một cái mục tiêu rõ ràng. Thế còn thì làm thế nào để lên được Đồng Khởi, làm nào lên được Lê Duẩn thì có nhiều phương tiện, có nhiều người đi cùng, có nhiều con đường để đến được đó thì chúng ta sẽ bàn sau, nhưng ít nhất tôi phải đảm bảo tôi có một cái mục tiêu, tôi biết tôi sẽ phải đi đâu đã, đúng không ạ? Thế thì nói về mục tiêu ấy thì ở đây chúng ta hay nghe tới người ta nói thế này: em muốn năm nay em bán được càng nhiều hàng càng tốt, em muốn em cải thiện thu nhập của em, rồi là em muốn là có một đội nhóm kinh doanh tương đối mạnh, rồi là em muốn sẽ gắn bó dài lâu với công ty của mình. Tóm lại là chúng ta nêu ra rất nhiều cái muốn và chúng ta nghĩ rằng cái muốn đó chính là mục tiêu của chúng ta. Nếu xét vào góc độ nào đó thì nó cũng đúng, thì ít nhất là bây giờ em đang không có tiền, em muốn em giàu hơn, em muốn có nhiều tiền hơn thì đấy cũng là mục tiêu. Ít nhất là em không làm nghèo đi là được, ít nhất là em đang muốn em giàu lên. Hay là em muốn là em có một đội nhóm kinh doanh, thế là em đã hình dung ra rằng em không kinh doanh một mình nữa mà em muốn là có một cái mục tiêu, có một cái kết quả là đội nhóm mình phải có vài người gì đấy. Xong là em muốn là em bán được càng nhiều hàng càng tốt, thì tức là ít nhất là em không phải là em không đi bán hàng mà em có cái mục tiêu là đi bán hàng. Và em muốn rằng là em cũng bán được mỗi ngày đâu đó 5-10 sản phẩm gì đó chẳng hạn. Thế nhưng mà anh chị hãy thử một chút nha. Trong suốt rất nhiều năm qua, mỗi năm Tết đến xuân về chúng ta nhận được rất nhiều lời chúc. Ví dụ như là em chúc anh năm nay làm ăn tấn tài tấn lộc, em chúc chị năm nay là làm ăn phát tài, em chúc chị năm nay là vạn sự như ý, em chúc chị năm nay là tiền vào như nước, tiền ra từ từ. Tóm lại mình toàn những lời chúc tốt đẹp. Thế nhưng mà bao nhiêu người trong số chúng ta trở nên giàu có, hạnh phúc và thành công hơn khi nghe lời chúc như vậy? Gần như không tác dụng gì nhiều. Nếu nói đây là một thủ tục văn hóa để mà gọi như là đem lại cái may mắn và đem lại cái niềm vui đầu năm, tôi ok, đúng không ạ? Ta nói những lời hay, ý đẹp, tuyệt vời. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta nghĩ rằng mà mình chúc cái người kia như vậy mà người ta lại đạt được cái điều đó thì không thể. Bởi vì trong cái việc gọi như là mình thiết lập mục tiêu đó nó bị thiếu những con số cụ thể. Cho nên cái vấn đề rất quan trọng của đặt mục tiêu, đặc biệt trong bán hàng, là cái mục tiêu rất là cụ thể. Tôi vẫn nói với nhân viên của tôi là em đừng bao giờ nói là em muốn bán hàng càng nhiều càng tốt. Thế nào là nhiều? Với em có khi bán được 10 sản phẩm là nhiều, nhưng mà với anh thì 1.000 sản phẩm vẫn là ít. Thế cho nên nhưng mà rõ ràng em phải hiểu rằng bán 10 sản phẩm, bán 1.000 sản phẩm là hai việc rất cực kỳ khác nhau, đúng không ạ? Thế cho nên vì vậy là bây giờ em cứ đưa vào cái bộ não của em một cái từ này, em bán càng nhiều càng tốt. Thế nhớ đâu não của em nó hiểu rằng 10 là quá nhiều rồi, thì nó chỉ khiến em đi làm những cái việc mà ra được 10 sản phẩm thôi. Còn nếu não của em được trả lời rằng là phải là 1.000 sản phẩm mới là nhiều chẳng hạn, thì rõ ràng là cái việc hành động của em, cách thức, phương pháp của em và quyết tâm của em nó sẽ phải khác ngay. Thế cho nên tôi muốn rằng là thay vì cái việc mà chúng ta đưa ra những mục tiêu chung chung hay là đưa ra những cái mong ước chung chung thì chúng ta cần phải có cái mục tiêu rất cụ thể và rõ ràng. Cho tôi sẽ đọc thử cho anh chị một số cái mục tiêu kiểu này này. Mục tiêu của tôi là mỗi tháng bán được 1.000 sản phẩm. Anh thấy nó khác là cái kia là tôi muốn, còn đây là mục tiêu của tôi là. Mục tiêu của tôi là mỗi tháng bán được 1.000 sản phẩm, trong đó 700 sản phẩm bán lẻ và 300 sản phẩm bán buôn. Rất cụ thể đúng không? Lại còn nói rõ luôn là 700 bán lẻ, 300 bán buôn.
Mục tiêu của tôi là tôi có thêm hai cộng sự kinh doanh cùng với tôi. Để đến tháng 8, tôi sẽ có đội nhóm kinh doanh gồm có 12 người. Mục tiêu của tôi là mỗi tháng tôi kiếm được 30 triệu từ hoạt động kinh doanh cùng với cả Vitalik. Bên cạnh cái mức lương của tôi đang đi làm thuê hiện nay là 12 triệu thì tôi muốn mà tôi đặt cái cam kết và thực hiện được cái mục tiêu là mỗi một tháng tôi có được 30 triệu từ việc bán sản phẩm của Vitalik. Đây còn chỉ rất rõ là 30 triệu từ bán sản phẩm Vitalik. Thế còn nếu mà bạn bán thêm sản phẩm nào đó nữa, đấy có thể bạn lên 40-50 triệu thì tôi đặt tiếp. Thế còn đây là tôi ví dụ 30 triệu bán được sản phẩm Vitalik. Mục tiêu của tôi là vào tháng 12 năm nay tôi sẽ mua được căn chung cư 70 mét vuông giá tầm khoảng là 3 tỷ đồng tại thành phố Hồ Chí Minh. Và mục tiêu của tôi là đưa bố mẹ hai bên đi du lịch cùng gia đình tôi tại Phú Quốc 3 ngày 2 đêm và ở khách sạn 5 sao. Mục tiêu của tôi đúng không ạ, là giúp được con tôi vào trường cấp 2 như cháu mong muốn và mua cho thằng bé 5 bộ quần áo mới và mua được 2 bộ đồ chơi nhập khẩu cho đứa con gái xinh xắn của tôi. Thế thì anh chị em thấy không, trước đây mình rất ít đặt mục tiêu như thế. Mà mình toàn đặt mục tiêu rất chung chung, em sẽ quan tâm gia đình em hơn, em sẽ chăm lo cho con cái nhiều hơn, em sẽ yêu thương bố mẹ em sẽ cố gắng cải thiện thu nhập và tóm lại. Nhưng cuối cùng chúng ta vẫn vậy. Vì rõ ràng nếu ta đi học những cái lớp khác ấy, đi học ấy, thì anh chị nên nhớ rằng không thể nào hy vọng là trong cả lớp học tất cả đều hay được. Giống như anh chị nghe YouTube của tôi, clip của tôi khi anh chị nghe chỉ có 1 phút hay cũng được trong tổng số có mấy chục phút. Nhưng mà mỗi lớp học đều có giá trị nhất định. Cho chúng ta đừng vội vàng chê bai, chúng ta hãy nhìn góc độ tích cực. Thế trong cái lớp học người ta thỉnh thoảng ta vẫn nói câu tôi tự nghĩ rất là hay. Đúng không? Cái gì bạn có trong đầu thì bạn sẽ có trên tay. Thế đấy đâu chúng ta hay nói là đa cấp, mình hay nói thế. Tôi cũng xin nói luôn với anh chị là đa cấp không có lỗi. Mà đặc biệt công ty đa cấp chân chính là tuyệt vời. Chỉ có những người mà ta biến tướng đa cấp đi thành đa cấp lừa đảo, thành đa cấp xấu xa, rồi ta lợi dụng danh nghĩa đa cấp người ta làm những việc mà không có đa cấp người ta vẫn làm bằng cách này cách khác thôi. Đa cấp nó chỉ là cái công cụ hình thức để ẩn giấu cái gọi như là cái hành vi đen tối thôi, chứ còn gì, bản thân nó không xấu, thậm chí là quá tốt đấy. Nên bây giờ các chương trình bán hàng ta nói là cái gì bạn có trong đầu bạn sẽ có trong tay. Và vì cái trong đầu của chúng ta toàn nghe những cái chung chung, tôi chúc bạn gặp nhiều may mắn nữa. Thế thì hôm nay ra đường gọi như là gọi taxi đến luôn, thế là may mắn, có ăn gì nữa. Thế vậy là đủ rồi. Thế là hôm nay bạn may mắn còn gì nữa. Thế là trong đầu mình chỉ có cái chung chung thì nó chỉ cần có một cái là được, đúng không ạ? Em chúc anh buôn may bán đắt. Buôn may bán đắt tức là như thế nào? Vừa giơ cái lọi lên lập tức có người hỏi mua luôn, bán được một lọ. Thế là buôn may bán đắt quá, ăn gì nữa. Nhưng vấn đề là cả ngày chỉ bán được một lọ thôi. Vì em bảo em chỉ cần buôn may bán đắt thì bán một lọ bán được xong rồi còn gì nữa. Thế cho nên vì vậy vấn đề là mình phải đưa cho cái bộ não của chúng ta một cái gì đó rất cụ thể. Mục tiêu của tôi là một ngày bán 10 sản phẩm. Thế thì với 10 sản phẩm này thì não nó nhận được cái thông điệp, giống như nhận được cái chỉ đạo là 10 sản phẩm. Thế thì lập tức nếu mà thấy bán được một sản phẩm thì nó sẽ bồn chồn, nó sẽ lo lắng, đúng không? Nó sẽ gọi như là không thể nằm ngủ thế được. Dậy ngay gọi là khách hàng đi, hôm nay mới được một lọ thôi còn thiếu 9 lọ nữa. Và thế là chúng ta may ra mới tiếp cận được cái thành công. Cứ bảo là em quan tâm đến bố mẹ em lắm, quan tâm bố mẹ tức là hôm nay nhớ ra thì gọi cuộc điện thoại, ngày mai không nhớ lại quên mất đấy gì. Còn nếu chúng ta bị ám ảnh mục tiêu, tôi dùng từ là ám ảnh mục tiêu, là đến tháng 12 này phải đưa bố mẹ hai bên đi du lịch với cả nhà mình ở Phú Quốc còn 3 ngày 2 đêm mà lại còn là ở khách sạn 5 sao. Thì có cái hàng ngày bạn sẽ nhìn một cuốn lịch. Bạn thấy đây, hôm nay tháng 8 rồi, cuối tháng 8 rồi. Mà bây giờ vẫn chưa có đồng nào trong túi. Thế làm sao mà mời được cả bố mẹ hai bên là 4 người. Cộng gia đình mình nữa có khi thành 8 người. Đi Phú Quốc còn ở khách sạn 5 sao, còn 3 ngày 2 đêm. Thì phải làm cái gì đó đi chứ. Chẳng nhẽ này đến cuối năm lại vừa thôi bố mẹ con chót hứa rồi con không làm được đâu à. Thế cho nên vì vậy là trong đầu bạn có cái gì, trong tay bạn có cái đó. Đó chính là cái lý do như vậy. Giải thích cho các bạn hiểu rõ hơn. Hóa không ạ? Cứ phải em cố gắng kiếm nhiều tiền là tốt. Kiếm nhiều tiền là tốt là bao nhiêu? Định cuối 1 tỷ một tháng hay là kiếm 10 tỷ một tháng hay là kiếm 100 nghìn một tháng? Đấy bạn phải nói. Cho nên đây nói rõ rồi, em mục tiêu là 30 triệu một tháng. Thế thì bây giờ đây 30 triệu một tháng.
thì tức là 1 triệu một ngày. Để chúng ta làm một phép tính ngược, 30 triệu một tháng là một ngày là 1 triệu. Thế bán một sản phẩm này bên tôi, ví dụ lãi được 100 nghìn, thì như vậy có nghĩa là một ngày bạn phải bán được 10 lọ. Nhưng để bán được một ngày 10 lọ thì bạn phải tính được cái tỷ lệ khách hàng từ chối. Vậy có phải gặp khách hàng nào người ta cũng mua đâu. Cho nên vậy thì bán được mỗi ngày một lọ, tức là bạn phải đi gặp có khi 100 khách hàng. 100 khách hàng thì người ta từ chối 90%, còn 10% thì mới có 10 người mua thì mới là có 1 triệu chứ. Vậy thì làm thế nào để có được 100 khách hàng để mà mình đi gặp đây? Thế thì phải gọi bao nhiêu cuộc điện thoại, phải đi lên trên mạng kết bạn với bao nhiêu người thì mới có được cái đa dạng danh sách khách hàng tiềm năng để đi gặp 100 người chứ. Cho nên nó có một bài toán tính ngược như vậy. Thế cho nên rồi cuối cùng khi mà chúng ta tính ngược như vậy rồi, mình thấy là ô, cái điều này hoàn toàn bất khả thi. Mình làm sao mà một ngày gặp hoặc là gọi điện cho 100 người được. Nhưng là vì vậy cuối cùng mình phải hạ cái chỉ tiêu của mình xuống, mình phải hạ cái mục tiêu của mình xuống. Và rồi cuối cùng mình thấy không ạ, mục tiêu của bạn lớn hay mục tiêu của bạn nhỏ không quá quan trọng. Quan trọng là bạn đặt mục tiêu rồi bạn có làm được không, bạn có làm được không, hay là cuối cùng là chỉ nêu ra một cái mục tiêu để rồi chém gió hết ngày, cuối cùng là tự thất vọng về bản thân, xong lại nói rằng em không có duyên đi bán hàng. Đấy là điều quan trọng. Có hành động nhưng không có mục tiêu thì có những người ta gọi là thằng được cái nhiệt tình, nhưng cuối cùng làm mãi vẫn chưa đủ ăn. Có hành động tự ngày nào đi bán hàng, không có mục tiêu, cuối cùng là tôi nhận là may là đủ ăn. Đúng không? May đủ ăn. Thế còn bây giờ là chỉ có mục tiêu mà không có hành động thì thành kẻ mơ mộng hão huyền, hứa thật nhiều chả làm gì cả. Thế còn nếu mà vừa có hành động mà lại vừa có một mục tiêu thông minh thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ là người thành công. Còn tất nhiên tất cả thành công nhỏ, thành công lớn còn tùy mục tiêu bạn đặt và tùy cái hành động của bạn nó có quyết liệt hay không. Nhưng chắc chắn là thành công. Thành công tức là sao? Bạn bảo bạn bán được 10 lọ này, bạn bán được 9 lọ, thế là cũng là thành công rồi. Tôi chỉ sợ là bạn bảo bạn bán được 1.000 lọ, bạn bán được 200.000 lọ, bạn tuyên bố rất kinh nhưng cũng bạn không bán được lọ nào chứ, thì nó mới dở chứ. Bạn nhiều khi bạn đặt cái này, mục tiêu của tôi một ngày bán một lọ thôi, nhưng mà ngày nào bạn cũng bán được một lọ, tức là một ngày bạn kiếm được 100.000, một tháng bạn kiếm được 3 triệu, thành công quá ấy chứ. Bởi vì thực ra mình lương bạn được có 10 triệu, bạn có thêm 3 triệu nữa thì bạn còn muốn cái gì nữa. Bởi vì trong khi đó bạn chỉ dành nó có nửa tiếng một ngày đi bán hàng thôi, nửa tiếng bán hàng bình thường ngồi chơi đó, bạn không có cái gì, còn bạn vẫn đói, vẫn thiếu sữa như thường. Vậy nhưng bây giờ bạn chỉ cần dành ra nửa tiếng một ngày, bạn có được 100.000, một tháng bạn có được 3 triệu. 3 triệu giải quyết được biết bao nhiêu vấn đề, từ tiền điện, tiền nước, tiền con cái học hành, sách vở. Thế là tốt quá, thành công. Thành công hay thất bại không đánh giá việc là bạn kiếm được bao nhiêu tiền, mà thành công hay thất bại là tính toán dựa trên việc là cái thực tế diễn ra đạt được so với cả cái mục tiêu bạn đặt ra ban đầu. Bạn đặt là 1, bạn làm được 1, đấy là thành công. Bạn đặt ra 1.000 nữa, bạn không làm được 1.000 nữa, bạn thất bại. Đúng không ạ? Còn tất nhiên bạn không đặt ra cái gì cả và bạn cũng không làm được cái gì cả, đấy cũng là một loại thành công. Thành công trong việc là bạn được thư giãn, bạn được cân bằng cuộc sống, bạn được ngồi xem người ta giàu, đấy là một loại thành công, nếu bạn nghĩ đấy là thành công. Đúng không ạ? Cho tôi nói rồi, nếu như bạn đặt mục tiêu là không mà bạn đặt được 1.000, đấy cũng là một kiểu thất bại. Vì bạn sao ạ? Bạn thất bại trong việc nắm bắt cơ hội. Đáng ra bạn làm được 1.000, bạn chỉ đặt mục tiêu là không. Thế nếu mà bạn đặt mục tiêu là không, bạn đã bán được 1.000, như vậy ngày xưa bạn đặt mục tiêu là 1.000 nữa, bạn bán được 10.000 thì sao? Thế cho nên vì vậy bạn đặt mục tiêu thấp quá. Đúng không? Bạn đánh giá bản thân mình thấp quá. Để rồi cuối cùng trong thực tế nó chứng minh rằng bạn rất tài giỏi, bạn làm còn hơn thế rất nhiều, đấy cũng là một kiểu thất bại. Thế cho nên vì vậy là đặt mục tiêu theo quan điểm của tôi ấy, tốt nhất là bạn đặt mục tiêu khả thi. Rồi bạn tiệm cận được con số đó, nếu mà có gọi là hơn một chút hoặc thấp một chút, nó sát cái đó, gọi là more less, ít thôi, thì bạn làm thành công. Thế khi nói là đặt mục tiêu ấy, thì rõ ràng là nó có rất nhiều các tiêu chí, rất nhiều các tiêu chuẩn của một cái mục tiêu. Thì nếu các bạn nào học đại học thì các bạn đã biết rồi, những bạn đi làm đã biết rồi, người ta nói mãi, người ta gọi là mục tiêu SMART, tức là mục tiêu thông minh, rất là chữ S gì, specific, tức là rất là cụ thể. Đúng không ạ? Rất là cụ thể, vì vậy nó phải là các con số, nó phải là các cái tỷ lệ phần trăm, nó phải là số tiền, nó phải là thời gian, tóm lại nó rất là cụ thể, chứ không thể nào là em sẽ cố gắng học tiếng Anh càng sớm càng tốt. Càng sớm càng tốt là như nào? Bao giờ học? Và em cố học càng giỏi tiếng Anh càng tốt, thì giỏi là ai em được mấy chấm? Tóm lại là phải cụ thể. Đúng không ạ? Thế cho nên vì vậy rất là cụ thể. Thứ hai nữa là chữ M, tức là measurable, tức là phải cân đo đong đếm được. Phải cân nó lên được, phải đo nó được, phải tính nó ra. Đúng không ạ? Không thể nào mà cứ chung chung được. Đúng không ạ? Thế giàu là bao nhiêu tiền? Đúng không ạ? Giỏi là được bao nhiêu điểm? Đúng không ạ? Chăm sóc khách hàng tốt lắm là bao nhiêu phần trăm khách hàng quay lại?
đo thế nào. Tóm lại nó là rất là cụ thể nhưng phải đo lường được. Chữ A ấy là gì ạ? Là attainable, tức là bạn phải đạt được bằng sự nỗ lực bình thường. Tôi nói rồi, sự là bạn bình thường bán được một cái sản phẩm này một ngày, tự nhiên bạn đặt mục tiêu là 200 sản phẩm một ngày, thế là gọi là bất khả thi, đây là gọi là ảo tưởng sức mạnh. Thế còn vì vậy mình nghĩ là một ngày bình thường mình bán được một lọ, thế thôi bây giờ mình đặt mục tiêu là khoảng 2 lọ đi, thế thì bạn bán ra khoảng một lọ hoặc 2 lọ, thế là bạn là có thể nỗ lực được bằng sức nỗ lực của mình. Nhưng bạn đừng đặt nó thấp quá, đặt thấp quá thì nó lại lãng phí. Đúng là bạn bán được 10 lọ, bạn đặt mục tiêu có một lọ như vậy bạn lãng phí quá. Đúng rồi, thế bạn chẳng lẽ sau bán xong một lọ thì bạn ngồi chơi trong khi bạn vẫn còn thời gian, là bạn vẫn có năng lực, bạn vẫn có quan hệ để bán thêm 9 lọ nữa cơ mà. Thế cho nên vì vậy đây được gọi là hợp lý, tức là bằng sự nỗ lực bình thường. Cho nên việc tôi đặt ra là ví dụ hàng ngày bạn bán được tầm khoảng 10 sản phẩm này thì tháng sau bạn nên đặt mục tiêu là bán khoảng 12 sản phẩm. Bạn đừng đặt lên quá là 20, bạn đừng đặt lên là 40. Đặt khoảng 12, 15 sản phẩm hạn, tức là có khả thi, thì người ta phải nhìn thấy sự khả thi trong đó. Đúng không ạ? Còn cái từ chữ R là relevant ấy, cái từ này là cái từ mà rất nhiều người giải thích, nhưng mà tôi quan điểm thế này này, mục tiêu đặt ra. Đúng không ạ? Thì nó phải đi kèm được có các cái giải pháp hay là có các cái biện pháp nó có liên quan đến việc thực hiện cái mục tiêu đấy. Khi bạn đặt mục tiêu, bạn phải nghĩ ngay có cái giải pháp nào để thực hiện được cái mục tiêu đó không? Ví dụ bạn bảo là hôm nay bạn đặt mục tiêu bán 10 cái sản phẩm này, bạn nghĩ ngay có giải pháp nào bây giờ. Thế nếu bây giờ đặt ra một cái mục tiêu mà cuối cùng là mình nghĩ nát cả đầu ra, chả có giải pháp gì, chả có công cụ nào, cũng chả có hành động gì để giúp mình đạt cái mục tiêu đấy, thì có phải bạn đặt mục tiêu cho nó vui thôi đúng không? Tí tôi đặt mục tiêu là lên trên kia là số 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 5 Lê Duẩn ăn tối chẳng hạn, thì nó có mấy cái thế à, giải pháp gì thôi mình làm nốt cái clip này, xong là mình sẽ gọi gọi như là một cái taxi, taxi thời lên đây chắc tầm khoảng 15 phút thôi. Ừ, thế thì được, để chắc làm được, mục tiêu làm được. Thế hay là ví dụ như là một cái mục tiêu nữa là một cái mục tiêu nữa là trời hôm nay nó không mưa, không nắng, râm râm ở thế được, tí nữa sẽ lên kia được. Thế hôm nay trời lên như bão đổ to như thế này, mà bây giờ mình xung quanh mình chả quen ai, mình cũng đang ngập lụt hết khu vực này rồi. Mình nghĩ mãi không biết làm nào, tí nữa có thể bò lên số 5 Lê Duẩn, thế mà vẫn đặt mục tiêu là tí nữa 6 giờ phải lên Lê Duẩn ăn, thì làm sao mà khả thi được. Thế cho nên vì vậy từ relevant này tôi giải thích góc độ của tôi nhé, anh chị đừng mang các lý thuyết ra để mà cố gắng giải thích là đúng hay sai, nó chẳng có gì đúng hay sai, vấn đề là quan điểm là tôi phải nghĩ ra cái mục tiêu gì đó mà tôi phải mường tượng ở trong đầu là có cái giải pháp gì đó để giúp tôi đạt cái đấy, nó phải rất liên quan thì tôi mới có thể đặt, tự tiên đặt mục tiêu. Và cuối cùng là chữ T, nó phải có tham bao, tức là phải có thời gian cụ thể để thực hiện. Nó là trong ngày hôm nay phải thực hiện xong, trong tháng là phải xong, hay là 3 tháng nữa phải thực hiện xong, chứ không thể đặt mục tiêu theo kiểu là cố gắng làm càng sớm càng tốt, hay là em sẽ cố gắng gọi như là càng lâu càng tốt, không phải thế. Nó phải là thời gian, em bán được 10 sản phẩm như trong vòng 3 ngày, em nhập được 1.000 sản phẩm trong vòng 1 tháng, em tuyển được 3 nhân viên trong vòng là 1 tuần. Chứ còn nếu bây giờ cứ bảo là em tuyển 3 nhân viên, 1 năm 60 tuổi được 3 nhân viên thì bạn còn làm ăn cái gì nữa. Thì tóm lại là như thế. Vậy thì sau khi có cái mục tiêu xong ấy, còn mấy yếu tố sau đây tôi muốn nói nhanh các bạn. Ngày xưa gọi là smart tức là thông minh, nhưng bây giờ gọi là smarter tức là thông minh hơn. Thêm hai chữ là chữ E, chữ R ở cuối để thông minh hơn. Chữ I, chữ A, tiếng Anh là I, A, còn tiếng Việt là E và R ấy. Chữ E đấy có nghĩa là gì? Engaging, tức là phải có sự cam kết. Bạn đặt mục tiêu ra rồi, mặc dù chẳng ai thèm kiểm soát được mục tiêu của bạn đâu, nhưng bạn phải tự cam kết với chính mình. Vì vậy thôi nói đùa một câu, được viết viết cái mục tiêu ra là phải viết một câu bên dưới thế này này: tôi thiết lập mục tiêu này trong tình trạng không ai ép buộc, đây là ý của tôi hoàn toàn đặt mục tiêu này trong tình trạng minh mẫn và tôi cam kết thực hiện bằng được. Nếu tôi không thực hiện được thì tôi là một kẻ thất bại, tôi là một kẻ nói dối, tôi là một người không ra gì. Xong điểm gì vào đấy, tính cam kết. Cho tại sao nhiều người ta thích để cái mục tiêu trên màn hình điện thoại, người ta để trên trần nhà luôn này, cứ dậy ngửa cổ lên nhìn thấy, hay để trước màn hình máy tính, là vì đơn giản là bây giờ nếu mà bây giờ mình không làm được mình cảm thấy áy náy, mình phải cảm thấy có lỗi với lương tâm ấy. Sợ nhất là đặt mục tiêu xong rồi 2 tháng sau này, em đặt mục tiêu gì rồi em quên quên sớm mất, thế nói gì là mục tiêu. Và cái cuối cùng cực kỳ quan trọng nữa, SR là rewarding, phần thưởng. Con người ta là vậy, đặt mục tiêu phải có phần thưởng, tức mình nêu ra luôn để mình có động lực. Đúng không ạ? Mình phải có phấn khởi. Tức là sao?
Nếu tôi hoàn thành mục tiêu này, tôi sẽ tự thưởng cho tôi một chuyến đi chơi ở Đà Nẵng 2 ngày 1 đêm. Đấy. Nếu tôi đặt mục tiêu này, tôi sẽ trích ra 5% lợi nhuận để mua bộ quần áo mới. Nếu tôi đặt mục tiêu này, tôi sẽ chắc chắn là mua được cái nhà ở trung tâm thành phố để tận hưởng cuộc sống. Ví dụ thế. Thế đó là cái có phần thưởng đi kèm, động lực, thậm chí là kể cả tôi đặt mục tiêu này, đúng không ạ? Tôi sẽ cần nhận một cái giấy khen của chồng tôi để tôi có thêm động lực tiếp tục đặt mục tiêu thách thức hơn chẳng hạn. Tóm lại, cho nên chị kể cả anh chị tham gia một giải chạy phong trào, người ta vẫn cho anh chị huy chương, người ta vẫn cho anh chị một giấy chứng nhận. Kể cả anh chị đăng ký tham dự mà dù anh chị không chạy, người ta vẫn cho một cái giấy chứng nhận là bạn đã vượt qua bản thân mình để dám đăng ký cái mục tiêu là tham gia cuộc giải chạy này thôi. Còn bạn chạy thật hay không tôi còn chưa biết. Còn nếu mà bạn chạy thật nữa thì mục tiêu đã hoàn thành rồi thì bạn phải rất ok. Thế cho nên vì vậy là thưa anh các chị là cái phần về xác định mục tiêu thông minh ấy, thực ra không cần phải thông minh, làm đúng những gì tôi nói là được. Kết luận, người bán hàng không cần thông minh, người bán hàng cần làm đúng, làm đủ, làm đều những gì mình đã viết ra, những mình đã cam kết là được. Tôi nhắc lại, không cần phải thông minh. Và tất cả chúng ta đều là những người không cần phải quá thông minh, chúng ta vẫn trở thành người bán hàng tốt được. Thực tế, tôi không thích dùng từ thực chiến, mà tôi nói thực tế là như vậy. Thực tế là như thế. Nhưng tôi sợ nhất là chúng ta, một là không đặt mục tiêu, hai là vẫn bị cái bệnh chung chung nó quen, và thứ ba nữa là đặt mục tiêu xong thì thiếu sự cam kết, rồi cam kết xong thì làm được rồi chả bao giờ tự thưởng cho mình cái gì, thấy buồn chán, chả có động lực gì để làm, thế là thôi. Thế là cuối cùng là toàn để thực hiện mục tiêu người khác giao cho mình, và cái thực hiện mục tiêu người khác giao cho mình ấy nó rất là buồn, nó rất là chán. Còn đây là mục tiêu cho chính mình, đặt ra cho chính mình. Và tôi chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại các bạn ở những buổi sau, những cái chương trình đào tạo tiếp theo của chương trình 31 ngày bán hàng thực chiến. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.